chọc là em bắn được anh. Ở đây có cái, có cái giống như trạm không gian á em, đây nè. Mới phải không? Test boost. Thôi boost được rồi nè. Spay để push engine engage. Boost rồi bấm. Ồ, bước nhảy không gian. Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của tựa game No Man's Sky này. Và hôm nay tụi mình bắt đầu xuất phát nha các bạn. Hiện tại là mỗi người đều đã sửa xong phi thuyền của mình hết rồi, cũng như là mình đã farm được rất là nhiều đồ mới luôn. Ở đây mình có những cái đồ này thì nó sẽ giúp cho mình hồi phục máu, cũng như là hồi phục cái hazard protection này ha. Đây nè, cái puffly root này nè, cái đậu gì đó. Rồi, đi bay nữa nào. Chuẩn bị đi bay nha. Đây, bây giờ mình sẽ bắt nút lưu để take off. À, đi bay trước đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bay và các bạn thấy bay bằng con chuột nha các bạn. Rất là hay luôn. Rồi, bây giờ bay đi đâu đây? Bay lên trời anh. Bay đi. Lên đi, 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 đi. Rồi, tốc độ của mình hiện tại là 170 U trên 1 giây. Đấy, nha các bạn. Ờ, trên này nó có cái mũi tên kìa. Anh đi theo mũi tên hả? Ôi, anh đang đi ra ngoài nè. Ê, cái trạm nè em. Cái trạm nè. Nó kêu test máy kìa, test máy bay. Test Starship System. Test Flight Control. Ê, bắn được luôn nè. Ôi. Test làm sao nữa? Đã quá. Ê, mình bắn được mấy cái hành tinh nhỏ này không? Từ nhà bay hơi chóng mặt một xíu nha. Bây giờ là em bắn được anh. Ở đây có cái, có cái giống như trạm không gian á em. Đây nè. Mới phải không? Test boost. Thôi boost được rồi nè. Spay để push engine. Bước nhảy không gian. Tới được cái tam giác này rồi nè. Space Station luôn rồi nè. Incoming Transmission. Đang gửi tín hiệu tới. Bây giờ mình cần xác nhận. Thằng này tên là KZTTT vậy đó. Rồi bây giờ mình xác nhận. You're not KZ. Hình như cái trạm này của ai á. Có con tàu mới nè em. Anh đang bị tấn công gì vậy? À rồi, giờ anh có địa điểm mới để anh bay rồi nè. Em cũng có nè. Bây giờ làm sao đây? Bấm bay vô chỗ đó thôi. Nhưng mà ý là chỗ đó nằm ở đâu á? Coi trên cái map á. Coi trên cái thành. Cái map kìa, trời ơi. Các bạn nhìn cái map nè. Holy shit. Cái máu nó to dã man luôn. Rồi bây giờ mình cần tìm cái điểm đến hình. Ủa, đi theo cái mũi tên đúng không? Đúng rồi, cái lưỡi lam á. Ủa? Lưỡi lam á chứ không phải. Đây. Mũi tên là của em. Đây, signal sword đây. Rồi, bây giờ thì chuẩn bị bay tới. Ủa, mọi người có thấy cái đó không? Tự khoan, scan. Để em scan. Nè, cái... Anh lỡ bấm rồi. Đúng rồi, anh. Đây, hành tinh mới chưa khám phá ở đây. Hiện tại là còn 9-8 giây nữa tới. Omega. Sao bà qua? Sao bà qua ơi? Tới đây là tới rồi. 3, 2, 1. Ủa giờ tới Omega. Anh không biết nó là gì nữa nhưng mà anh tới đây nè. Signal sword. Tên này gọi là hành tinh Omega. Đúng rồi, giúp Lander Omega nè. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Sao nó không tự động? Ủa gì làm sao đấy tới đó anh ấn spay vậy? Ấn spay. Ủa bây giờ đáp làm sao Khang? Bấm nhẹ anh. Ok, nãy anh đâm đầu xuống anh bị mất chút xíu máu. Rồi, đang đáp xuống. Initiating landing sequence. Rồi. 5, 9 sò. Ok, xem cái này là cái gì. Bây giờ mình bắn mấy cái này nha các bạn. Xong mình mất tiêu cái cây súng của mình rồi. Bắn che để đáp đúng không? Đúng rồi, bắn che để đáp. Đâu rồi, tàu qua đâu rồi? 2, 2, landing. Cái này là cái gì đây? Em đi em tăng lên. Broken technology. Có như mình nhận được cái tín hiệu đi tới đây ha. Ủa, tự động đáp. Tự động đáp á anh. Tự động đáp luôn. Em nhớ cần bấm E thôi. Thích đáp đầu bấm E là tự đáp. Đang giải mã 16 16 16. Không có xăng. KZKT. Kiểu như đây là cái dữ liệu cũ của cái con này á các bạn. Rồi mình được cái phần mới. Base computer và Terran Manipulator. Bây giờ cần carbon nanotube với lại dehorrent chelu. Thôi, hành tinh này là hành tinh 69 độ C. Ủa sao tự nhiên anh mất cái tay nó nằm bên trong này kỳ vậy ta?
nhiên cái tay mình nó bị gì á các bạn, nó bị gì luôn nè. Đây các bạn, ở hành tinh này có rất là nhiều cái mới nha. Đó, nói chung là rất là nhiều hành tinh và các bạn thể đi bất cứ hành tinh nào mình thích luôn. Và nó hay vai trướng. Mình có thể scan được mấy cái này để mình tìm đồ. Hành tinh này thì có Solanium, Copper, Sulfurous với lại Silver hả? Ờ, rồi bây giờ mình cần đi tìm mấy cái kia. Tàu mình đậu ở đây đây. Bây giờ mình đi scan mấy cái này. Ờ, chưa có đồ, rồi đi tìm đồ. Rồi các bạn, hiện tại là nó kêu mình đang chế cái máy Terran Manipulator này ha. Thì mình bấm Install Technology nè, đây cái này. Và mình cần hai cái, đó chính là Carbon Nanotube với lại cái kia. Rồi bây giờ mình chế cái này. Đây, một cái. Mình chế được hai cái. Rồi bây giờ nhét vào bên này. Ok, mình còn cái Dehydrogen Jelly. Thì cái này nó cần là cần... đây, đủ luôn. Rồi, thế là xong. Nâng cấp cái máy này ha. Mình nghĩ là nâng cấp cái máy này. Rồi đó. Ờ, có máy mới nữa nè. Bây giờ là Mai với lại Terran. Ơi, cái máy này nâng cấp được rồi nè. Nhưng mà anh bị lỗi mấy đứa ơi. Cái máy nó nằm tốt ở dưới á. Dưới gì á? Ờ, nằm ở dưới cái tay của anh á. Coi nè, coi nè. Coi nè, cái máy nó nằm ở dưới cái tay nè. Nè, hàng gì lúc nãy anh đứng anh bắn mà anh thấy cái súng đâu nè. Rồi bây giờ mình đi tìm Grubber. Ồ, đi tìm đồng nè. Acti the Terran Manipulator với bấm G xong rồi Analysis Visor. Bây giờ đi tìm cái quặng Grubber nha các bạn. Ok các bạn, mình đã tìm được cái quặng Grubber rồi các bạn. Tìm được quặng đồng rồi, bây giờ mình đang đi tới để mình xây ha. À, mình hết cái kia rồi, bây giờ mình... Cái này các bạn nhìn, cái này nó dùng vô cho máu đúng không? Mình nhét sodium vô đi. Hiện tại là do cái con tàu của tụi mình nó hết nhiên liệu rồi cho nên không có bay được nữa. Và nhiệm vụ thì nó kêu mình là tìm Grubber ha. 200 mấy mét nữa. Ê, cái đồ này. Cái này là cái gì đây? Alapad. Cái này là cái gì mình không hiểu lắm. À đây đây, thấy rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm. Đây là cái mining của mình. Đây là cái phần đào nè. Kiểu nó sẽ đào cái tài nguyên á các bạn. Active the Terran Manipulation. Mình được active được hai cái luôn nè. Em đi bộ mà. Ờ, đi bộ mà. Sao? Ủa, chế nhiên liệu sao ta? Đi hero. Đang cái quặng nè. Metan. Ủa, cái này là xây lên hả? Nhầm rồi. Đây, cái này mình lấy nè. Ủa, cái này là sang phẳng các bạn ơi. Nó sang bằng mặt phẳng các bạn. Nhầm rồi. Nè, cái này mới là đúng nè. Nhưng mà cái tay mình nó bị sao á. Đây, ơi cái này lấy nhanh vậy. Cái hồi nãy là như mình giữ một cái mặt phẳng xong mình xây lên á. Mình làm cho nó đều mặt phẳng hết luôn á. Rồi, lấy sạch cái quặng này luôn nha các bạn. Có gì team mình cần thì mình đưa luôn cho nó gọn. À, sau khi xong thì mình sẽ dư cái gọi là silica powder. Cái bột silica vậy ta, là silica powder nè. Ui. Mình có thể chỉnh góc nhìn bất cứ lúc nào bằng cách là bấm chữ X xong rồi mình lăn qua cái hình bánh răng, lăn như thế này để mình đổi nè các bạn. Đây. Đó, thì tùy với các bạn muốn thích góc nhìn thế nào. Bây giờ mình bấm chữ Z để mình build cái rồi, đây. Nó kêu mình là Process copper to create chromatic metal. Dùng vô cái máy này để build cái để xây để chế ra cái chromatic metal, xong rồi từ cái metal nó mới chế ra cái base computer. Đáng là vậy. Rồi, đi về cái đã. Hiện tại á, là cái phi thuyền của mình hết nhiên liệu rồi nha các bạn, không có thể đi được nữa. Nãy mình đáp đây nó hơi sai một xíu nhưng mà kệ đi. Mình vô mình ngồi một xíu cho nó lên cái kia rồi mình xuống mình xây cho mọi người. Và để xem coi bây giờ nó kêu mình xây cái gì. Càng ngày chơi càng cuốn các bạn, công nhận hay thực sự. Rồi bây giờ mình để cái này đây. Cho thêm một ít carbon vô để nó làm nhiên liệu ha. Đây. Cho nên còn copper mình. Copper. Lộn, anh lộn, không phải. Carbon hả? Carbon. Carbon nhóc luôn á. Trời, em tính ra em đi cái gì ta? Nhiều lắm luôn. Đây các bạn bỏ cái copper vô đây ha. Rồi và nó sẽ ra cái chromatic và bắt đầu thôi. Đó. Xong. Xịn. Ủa rồi, quà với lại khang đang ở đâu vậy?
đang khai thác copper. Tự nhiên anh bị mất cái tay cầm, nhìn đúng téo luôn, cái đường bắn nó nằm ở dưới luôn, nó bị gì á, bị lỗi hay bị gì á. Ủa cái có metan nè, rồi rồi sắp xong rồi các bạn, 25 26 27 28 29 30. Hai cái này xong, bây giờ mình build cái base computer ha. Đấy, đúng như mình nói, mình cho nó vào đây. Rồi bây giờ bấm X, nhầm bấm Z. Đây cái base computer. Có hình tên nào của Unarium hả? Hả? Ở đây có Unarium không? Để xem cái này Nguyễn là cái gì. Ơi, đang search. Sang ơi, làm nguyên liệu sao vậy? Ủa, một hồi nó cho mình đi thì đi kiểu gì ta? Đây. Cần đi đi hero với metan đó. Đi hero với metan, kích rush metan là metan thượng. Kiểu giống như là nó bắn cái vệ tinh lên trên đó các bạn, nó lấy dữ liệu về á. Rồi, bây giờ mình đã có cái base computer rồi nè. Chơi carbon ở đây. Cái máy này là... Đợi xíu. À, mình có cái phần xây tường, xây nhà nè. Ơi, Nguyễn đâu bắn kìa. Nè, rồi à, xong rồi đó. Trời ơi, từ cái gì mà nó nóng như vậy? Nó lên độ ra. Ơi, lên tàu em ơi. Nó tụt ghê quá. Anh lên tàu đó là tính gì tính? Coi như là mình sẽ tạo một cái căn cứ của mình ha, và nó sẽ sạc lại cái hazard protection giống như mình lên tàu vậy đó, và mình sẽ mở khóa nhiều công nghệ hiện đại hơn nữa bằng cách là mình xây những cái căn cứ này. Rồi bây giờ nó kêu mình là đi xây mấy cái này, nhưng mà xây à, chỗ nào là đẹp xây đẹp cái bay là phải xa nhau nha. Sao vậy? Không cho gần nhau, bữa em với Nam Đất thử rồi. Ok các bạn, do Khang nói là cái khi mà đặt cái bay này xuống á, thì mọi người phải cách xa nhau, cho nên là không được gần nhau ha. Bây giờ mình sẽ dẹp cái này đi. Ui, mình sẽ đi dẹp cái bay này đi bây giờ. Carbon rồi mình. Bây giờ mình cần delete base. Mình cần dẹp cái bay này đi và mình đi xây một chỗ khác cho nó phẳng hơn ha, mỗi người một chỗ luôn. Và đợi một xíu để mình đi tìm cái carbon. Tự đi tìm đi. Carbon có mà em, carbon em đi farm dễ lắm luôn. Chán quá thiệt. Không làm rồi đòi em. Chỉ có ăn mức. Ôi. Ôi, battery full rồi. Ê các bạn coi con này nó như con cua vậy các bạn, nhìn nè. Tới đây mỗi người chia xa được rồi. Nó như con cua vậy. Nhìn nó lạ vậy lắm luôn. Rồi bây giờ mình đi lên tàu bay. Mình có một cục này, cái cục này mình lượm trong cái lúc mà mình đi tìm đồ á, Starship Launch Fuel ha. Và mình sẽ nhét nó vô. Rồi, có năng lượng rồi. Cánh đi. Để bây giờ mình tìm chỗ nào phẳng phẳng một xíu để mình bay. Và mình xây cái căn cứ mới của mình ha. Hiện tại là nó bắt mình xây trên này chứ nó không cho mình lấy hành tinh khác, cho nên là phải chịu thôi. Người ta tôi rớt ha. Ú, trong lúc mình bay mình phát hiện ra mấy cái viên này là Flasting Crystal. Ôi, đẹp lắm các bạn ơi, nhưng mà mình không lấy được. Bây giờ mình bay tiếp. Nãy Khang kêu là bay lên bay xuống nó tốn nhiên liệu, nhưng mà mình tỉnh bàn, nó nổ mình mất máu á. Rồi bây giờ tìm carbon để một hồi xây nền ha. Cái vụ xây nền này hơi mệt, chắc là mình xây sơ sơ thôi rồi từ từ cho các bạn xem tiếp. Ok các bạn, mình đang lên con tàu và mình đang bay với một tốc độ rất là chậm, cũng như là các bạn nhìn nè. Bay mình có cái nhìn hướng như có bên ngoài luôn mà nhìn nó đã lắm các bạn. Đó, đã không? Hiện tại là mình hết nhiên liệu rồi, cho nên mình bay lần cuối trước khi mà mình đáp rồi, xuống ha. Đã mệt lắm. Đã nhưng mà hơi chóng mặt một xíu, rồi đợi có gì bên trong đây cho nó dễ nhìn. Em thấy đây nó có nhiều này, công nghệ hơn. Ủa cái là cái này là bỏ cái gel đó, là bỏ cái oxy vô hả anh? Ờ đúng rồi. Thì làm gì ta? Cái súng này bắn nó không có được bao nhiêu đao mà chết trơn á các bạn. Anh ơi. Hả? Bay đu không? Bay đu không? Đu anh, em còn cái gì vô test tài nữa. Bay đã ghê luôn á các bạn. À, bây giờ mình cần tìm chỗ đáp cái đã. Rồi các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã chọn được một vị trí thích hợp thì bây giờ mình sẽ đặt cái base này xuống ha. Đây nè, base computer, và sau khi đặt xong thì mình xác nhận đây là cái base của mình. Đó, bây giờ mình sẽ xác nhận cái chỗ này của mình và nó sẽ không có bị gần ai hết, tại vì Khang nói lúc nãy là không có được gần nhau ha. Rồi. Thì khu của mình nó sẽ cách khu của Khang chắc cũng khoảng đâu mười mấy giây bay nếu mà bay bằng bus ha, còn nếu bay chậm này chắc cũng phải tốn 5 tới 10 phút bay tới á các bạn. Nó khá là thật luôn á. Rồi sau khi xong thì bây giờ mình sẽ xây cái phần tường. Các bạn nhìn nè, có phần wooden ha, với lại decoration là trang trí thôi. Thì mình sẽ xây cái phần nền trước. À, đây. Và cái nền nó sẽ đặt như thế này. Mình đặt cái máy nó ngay góc này đi. Rồi.
Và đối với những cái mà giống như các bạn khúc này nó hơi bị cao á, thì mình có thể dùng cái máy đào này mình cho nó bằng phẳng lại được ha. Bằng cách là mình đổi qua cái phần flatten này nè, các bạn nhìn nè. Đó, tất cả nó đều sẽ bằng phẳng theo cái kiểu này hết luôn. Không có cái nào bị cao hơn để mình dễ xây nền hơn. Game khá là hay các bạn. Hay mình đang phá mấy cái này để cho nó bằng nhau hết. Nó coi như cái khu này là cái khu căn cứ mới của mình ha. Không đào được ta. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tường tiếp thôi. Bấm chữ Z và các bạn đặt vô mấy cái ô này nè. Như tường này nó hơi bị thấp. Ý hết cái kia rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xây hình vuông trước đi. 3x3. Xong rồi bây giờ xây cái cổng. Cổng ngay đây. Tiếp theo là xây tường ngay đây. Ô đi lên máy các bạn không thôi. Đi lên tàu, đi lên phi thuyền không thôi. Chết. Rồi và sau khi xong thì mình xuống mình xây tiếp cái căn cứ của mình thôi. Bây giờ mình đang đặt cái tường nha các bạn. Cái tường đây. Mình xây lên 2 tầng đi rồi mình sẽ đóng cái nắp lại. Tạm thời là xây nhỏ thôi, từ từ mình sẽ mở rộng ra. Tại vì nó dùng carbon đó các bạn. Cũng khá là tốn. Chỗ này họ mình đắp lại được. Rồi cái cổng mình ở đó đúng không? Ơi nhầm. Ngay đây mới đúng nè. Rồi xây trên này một cái nữa. Ok, xong. Rồi bây giờ mình sẽ xây cái phần nền ở phía trên này. Là nó sẽ xây như thế này. Không biết là xây xong thì mình có thở được trong này hay không nữa. Mình đáng là có. Xong. Thiếu. Cái gì vậy? Rồi xong rồi các bạn. Sao nó thua vậy? Ôi giờ đây nó đóng kín lên luôn các bạn. Nè. Giờ đây nó tiện nó tắt nó thui luôn. Ghê vậy. Rồi xong rồi đây là cái hình căn cứ của mình ha. Rồi. À, từ từ clip đi. Tiếp theo là bây giờ mình làm đó chính là Advanced Material Required Pure Ferry với lại Portable Reframer. Vậy nó kêu mình đặt cái máy này. Đây nó kêu mình đặt cái máy Portable Refiner nha các bạn. Và nó có kêu mình cả luôn đặt cái máy Construction Research Unit. Và mình cũng sẽ đặt nó luôn. Đặt nó ngay đây. À thiếu Magnetized Ferrit với lại Carbon Nanotube. Rồi chế cái này thôi. Cái magnetized metal này các bạn phải chế từ pure ferrite nha các bạn. Và mình sẽ chế luôn. Mình tạo được hai máy rồi, một máy bên này chế đồ, một máy bên kia chế phụ. Rồi mình được carbon khá là nhiều. Rồi tiếp tục mình bỏ cái đâu rồi? Cái ferrite dust vô đây để lấy cái pure ferrite. Và từ cái pure ferrite này mình sẽ chế qua cái này để mình chế tạo cái máy kia. Hợp lý. Và mình cần chế thêm cả cái hai cái gì á, quên rồi. Đây nè, carbon nanotube. Một cái, hai cái. Rồi đợi máy này nó là xong. Ơ nhanh vậy. Rồi chế được rồi nè các bạn. Ngon. Làm sao để quay đây? Sao cứ quay cái máy này? À đây, quay được đây. Đây, mình đã có cái máy rồi. Và bấm vô để xem nó có cái gì trong này. Hình như mình nghĩ là nó sẽ cho mình học thêm những cái đồ chế mới á các bạn. Đây nè, Research Buildable Technology. Base teleport module. Ê ngon rồi các bạn. Mình cần đó chính là carbon nanotube, sodium với lại metal. Ê, sodium nữa hả? Cái đồ teleport nè. Hay thiệt luôn á. Rồi còn cái gì nữa? Hình như là mình chọn được nhiều cái hơn. Đây nè, structural là những cái cấu trúc ha. Thì cấu trúc này mình sẽ qua được là cái này. Wood frame, glass panel. Xuống dưới này thì vẫn là mấy cái tấm này thôi. Đây nè, mình gọi là nghiên cứu những cái đồ này á. Sẽ có cái cửa mới, rồi cầu thang, rồi cái tường mới các kiểu. Phần bên này nó có metal nha các bạn. Metal shelter nè, và construct shelter, tường xi măng. Tường này là tường sắt, xi măng. Bên này là cái phần lúc nãy nè. Hết rồi các bạn. Nói chung cái máy này là cái máy để hướng dẫn học đồ ha. Rồi, bây giờ nó kêu mình là khám phá cái hành tinh này và tìm cái buried technology. Recover technology can be spent on new construction part. Bấm cái này để tìm cái buried technology. Cái đó nó sẽ có cái hình là cột sóng. Bây giờ mình tìm cái cột sóng nó trong cái khu này. Bấm chữ F á các bạn.
Để xem coi, hình như ở đây nè. Đúng rồi, 240 U gần lắm luôn. Đây nữa nè, quá trời luôn. Đi, đi nè, mình đi bộ đi. Có 240 U rồi, đi xíu tới nơi à. Sẵn giờ đi vừa farm mấy cái đồ này luôn, để mình về mình lấy mình xài. À, từ từ nha, cái con drone này nè, cái con drone mà nó cấm mình farm tài nguyên trên cái hành tinh của nó các bạn đó, cho nên là mình đợi đi xa xa rồi mình mới farm tiếp. Mà nó theo mình, nó bắn mình đó, nó như là cảnh sát bảo vệ mấy khu này vậy đó, na ná như vậy. Mình cứ có cháy rồi, đợi mình đi tới khu này cái đã ha. À, và mấy cái này nó nằm ở phía dưới này nha các bạn, mình phải đổ qua cái chức năng này nè, xong rồi bắt đầu mình phá nó đây như thế này nè. À, ra rồi. Technology module. Rồi, có rồi đó. À, lại có cái con drone đó nữa kìa. Còn mấy cái này là mấy cái động cơ rồi thôi. À, nói chung là mình thấy cái này nó không có quan tâm lắm, không hiểu nó là cái gì. Kệ nó đi. Hồi nãy gần đây còn một cái nữa. Ê khoan các bạn ơi, bão sắp tới rồi các bạn ơi. Lúc nãy máy mình nó báo là bão sắp tới rồi. Bây giờ mình cần phải đi về cái căn cứ mình gấp. Nói chung là hiện tại tập hôm nay mình làm được đó chính là mình xây dựng được căn cứ mới, cũng như là mình khám phá một hành tinh mới. Và theo nhiệm vụ thì tụi các bạn sẽ làm tiếp đây nè, cái phần bên này nè. Nhiệm vụ chính là Awakening và nhiệm vụ Secondary là những nhiệm vụ này. Đây, bây giờ nhiệm vụ nó đang kêu làm cái này. Đói, đó, Storm tới rồi, bão tới rồi. Oh no. Mình nó có đồ gì không? Oxygen. Rồi, về nhà. Được cái là cái nhà mình xây xong á, vô trong nó không bị gì hết trơn á. Nhanh nào, máu nó giảm rồi. Vô. Hết. Hay hơn các bạn, vô nhà này thì nó không còn nữa mà nó tự hồi phục mấy kia cho mình luôn. Đây, lúc nãy mình mới vừa tìm được cái công nghệ kia đây, giờ mình nhét vô máy nè. Mình mới học được cái base teleport module rồi nè các bạn. Thực ra là học thôi, còn chế là cái khác. Vậy là cái đồ này là đồ để học, chứ không phải là đồ để chế các bạn. Nè, kiểu như này là mình bấm để mình học nè. Cái này mình đã biết rồi nè. Cái này mình để học nè. Hình như là mấy cái khối này là mấy cái khối Survey Data. Chắc là cái khối lúc nãy á, mình đoán là vậy. Mình mới học được cái này nè. Tiếp theo là Biofuel Reactor, lò phản ứng nhiên liệu sinh học hả? Thú vị đó. Và bên này là Safe Beacon, đây là cái beacon thôi. Hill Station, trạm hồi máu, nó electrical wiring, dây điện, signal booster, hazard protection unit. Ấy, cái đồ mới nè các bạn. Ngon vậy? Solar panel. Điện nhiên cái gì ta? Điện mặt trời á các bạn. Tấm năng lượng mặt trời á, pin nè. Rất là hay ha. Rồi, ok, vậy thì video này mình xin phép tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã nhìn thấy theo dõi cái tựa game No Man's Sky này. Hẹn bạn tập sau nha. Chào các bạn, bye bye. À khoan các bạn, có cái này rất là hay các bạn. Khi mà mình chui vô nhà, mình farm mấy cái đồ á, con boss này nó không có biết. Các bạn nhìn nó chấm hỏi, nó đang đi tìm mà nó không biết mình, không biết nó ở đâu ra luôn. Tại vì khi mà mình qua cái cổng này là coi như nó không biết mình nữa. Các bạn nhìn nó thấy cái chỗ đó bị farm nhưng mà nó không có làm gì được. Tội thiệt chứ, này mình đang đứng mình farm đây luôn nè. Nó vẫn đang investigation nhưng mà nó vẫn không biết là ai đang farm đồ. Rồi, sẵn thì nó đang kêu mình là chế cái metal plating, chế 4 tấm. À, lại thiếu rồi. Để làm cái teleport ha. Để giờ để mình chế thử xem nó như thế nào rồi mình em video tại đây. Ok, đã đủ rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ build cái tech và đây. Ôi, to lắm các bạn ơi. Mình sẽ gắn ngay đây. Rồi, xong. Thì bây giờ phải có điện nữa hả? Learn the biofuel reactor. Bây giờ mình còn phải học cái biofuel reactor để mình tạo ra điện. Mình dùng cái cổng này. À, cũng khá là giống với bên sách đấy các bạn. Cũng khá là thú vị ha. Ok, mình sẽ hẹn tại đây. Hẹn vào tập sau, mình sẽ tiếp tục chế tiếp cho các bạn. Chào các bạn. Bye bye.